anh có phải không phải là người bán cá không? Nhưng mà sao chị lại hỏi vậy? Vì em thấy anh hiểu biết lắm. Thế tôi bảo là chị không thấy tôi đang đứng bán cá đấy à? Chị bảo nhưng mà anh bán vậy thôi, nhưng mà em nghĩ anh không phải bán cá. Và tôi chả hiểu chị nói cái gì cả. Thầy ơi, em làm kinh doanh nhưng do dịch nên em đi chạy xe công nghệ. Chạy được nửa buổi em thấy tủi quá nên bỏ. Giờ em muốn về quê, nửa muốn ở Hà Nội vì vợ con. Muốn về quê. Giờ nửa em muốn về quê, nửa muốn ở Hà Nội vì vợ con. Thầy cho em lời khuyên ạ. Thực ra mà nói thì tôi nghĩ là đi chạy xe ôm có gì đâu là mà tủi. Cũng là một cái nghề thôi. Thì tôi không hiểu là bạn tủi về cái gì. Bạn tủi vì cái gì? Tôi chia sẻ với bạn là tôi cũng đã từng phá sản. Xong rồi là tôi có một cậu em là cậu ấy chỉ học hết cấp 3 thôi. Cậu cũng không có trình độ để đi theo tôi và nó rất là nghịch phá. Thế tôi phải xây dựng một cái cửa hàng bán cá. Mà tôi nhập từ Đà Nẵng với nhập ở quê lên để tôi bán cá ở chợ Thái Thịnh. Thì bạn hình dung là buổi sáng tôi cố gắng dành thời gian 6 tháng để gây dựng cái cửa hàng ấy để giao cho thằng em nó làm. Vì nó đi theo tôi thì nó không có đủ trình độ nó làm. Thế là tôi vẫn dậy từ 4 giờ sáng. Xong trời nó rét lắm, tôi vẫn móc từng cái con cá ở trong cái bể đá ra. Xong rồi tôi nuôi cả cá, nuôi cả tôm. Thế đêm hôm ngủ cùng với cá với cả tôm mà, để trông xem nó có bị chết không. Bởi vì tôm nó chết là tốn tiền lắm. Xong rồi là tôi móc cá ra, xong tôi cũng cắt cá đàng hoàng. Xong tất cả mọi người ở quê tôi họ đồn tôi là chắc thằng này bây giờ nó bị điên rồi. Nó chuyển sang nó đi bán cá ở chợ. Tôi chả thấy gì cả, tôi thấy bình thường mà, lao động nó là bình thường chứ có cái gì đâu. Thế thì có một chị ra, chị chuyên mua cá thu của tôi mà ngày nào chị cũng mua. Thế là chị không biết chị có xem ở đây không, ngày nào chị cũng mua. Xong chị bảo là anh cho em hỏi nè, anh có phải không phải là người bán cá không? Nhưng mà sao chị lại hỏi vậy? Vì em thấy anh hiểu biết lắm. Thế tôi bảo là chị không thấy tôi đang đứng bán cá đấy à? Chị bảo nhưng mà anh bán vậy thôi, nhưng mà em nghĩ anh không phải bán cá. Và tôi chả hiểu chị nói cái gì cả. Thế là ngày nào cũng ra mua cá thu của tôi hỏi vì sao là mua làm gì lắm vậy. Bởi vì em thích nói chuyện với anh. Vậy thì tôi nói với bạn là cái nghề quái nào chả được, miễn là kiếm tiền chân chính. Đây là một trong những cái lý do mà sinh ra đấu khẩu giữa cha con, giữa anh chị em mà coi thường nhau. Và đến bây giờ thì bằng này tuổi đầu thì tôi chỉ kết luận thế này thôi. Mình làm một việc gì là một là mình không ăn cắp ăn trộm của ai, hai là không vi phạm pháp luật, ba là không ảnh hưởng đến đạo đức, mà mình kiếm được ăn, mình đủ sống thì việc nào cũng là vinh quang mà, sao phải xấu hổ đâu. Có phải trước nay dân mình là 80% dân tộc mình là làm nghề nông dân mà? Thế có phải trước kia thì đều nghèo nàn khoai chóc như nhau, thì nhìn nhà nào cũng khoai chóc cả, tự nhiên thấy mình hạnh phúc? Mà không cẩn thận là từ ngày mấy thằng hàng xóm nó xây nhà cao tầng và mình cũng vẫn ăn khoai chóc như ngày xưa, nhưng mà tự nhiên thấy mình mất hạnh phúc. Vậy cái mất hạnh phúc là do thằng khác nó trưởng thành, còn mình đứng im thì mình thấy mất hạnh phúc. Vậy là cũng do cái tâm ngạo mạn của mình nó ra thôi. Thì tôi suy cho cùng là tôi không lý thuyết đâu, vì tôi đã từng lăn lộn kiểu đấy rồi. Tôi cũng từng vá xăm xe đạp, tôi cũng từng làm men nấu rượu, tôi cũng từng bán cá ở chợ, tôi cũng từng ngày xưa là học lớp 8 là tôi cũng từng mang xe đi, tôi mua từng cái gác đờ bu bằng nhôm ấy ở các cửa hàng xe đạp về, gọi là ngày người ta gọi là buôn đồng nát ấy. Xong tôi gom về tôi bán mà tôi chả thấy nhục gì, mà từ cái ngày tôi bé. Vậy thì tóm lại là bạn nên nhớ rằng nếu bạn không coi công việc ấy là nhục thì bạn sẽ tận tụy với nó. Và tôi cá với bạn luôn, rất nhiều anh chạy xe ôm, rất nhiều anh chạy taxi do họ tận tụy với khách hàng. Và họ có rất nhiều những cái cơ duyên và họ thay đổi và phát triển bản thân. Thế thì đôi khi là mình trong cái lúc mình không yêu nghề thì mình có khi mình tức với cái nghề mà mình hành xử với khách hàng nó không đến nơi đến chốn, thì đôi khi có những cái nhân duyên nó rất là lành, nhưng mà nó cuối cùng là lại không có cơ hội để nó đến với nhau, thì nó rất là lãng phí. Vì vậy là tôi nghĩ là làm cái gì cũng được, đặc biệt là trong thời kỳ Covid này, nó không quan trọng đâu. Thời kỳ Covid này tôi nói với bạn là lại quay trở lại là chắc chắn là khoảng 30 doanh nghiệp phá sản.
và thậm chí họ còn nợ nần. Thế mà giờ này mà mình không nợ nần gì, mình còn có tiền, mình còn chạy xe ô vẫn có tiền ở cạnh vợ con, thì tôi nghĩ là chả có vấn đề gì cả. Và chúc bạn hiểu được cái câu chuyện đấy, để mà chúng ta bỏ qua được những cái hình thức bên ngoài, để sống với đúng cái giá trị bản chất bên trong, để mình cảm thấy hạnh phúc. Và từ đó thì mọi nhân duyên lành nó sẽ đến, mà không phải ở đâu xa đâu. Có khi chính những người đi xe ôm của bạn, họ cảm nhận được cái sự tử tế của bạn, có khi họ lại trao cho bạn những cái cơ duyên tốt. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Việt Nam nằm trong 3 nhóm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất ASEAN. Trong 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn thu hút được từ 29 thương vụ có công bố là 751 triệu USD. 52 trên 63 tỉnh thành đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Hơn 300 sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo đã được tổ chức. Hơn 10 chương trình truyền hình về khởi nghiệp sáng tạo được phát sóng trong cả nước. Số lượng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế không ngừng tăng nhanh qua các năm. Hiện nay có hơn 100 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam. Không có ý tưởng khởi nghiệp, có ý tưởng nhưng khởi nghiệp thất bại, không có khả năng quản lý và vận hành doanh nghiệp, không thể gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Business Boss là chương trình đào tạo startup khởi nghiệp hoặc làm chủ doanh nghiệp kế thừa thực tiễn, được tích hợp bởi 3 yếu tố: rèn luyện phần thân. Business Boss được áp dụng theo phương pháp rèn luyện theo mô hình quân đội, với lịch trình hoạt động một ngày từ 5 giờ 30 phút sáng cho đến 22 giờ 30 phút tối trước khi đi ngủ, bao gồm các hoạt động ăn, ở, hoạt động thể chất và tinh thần. Rèn luyện phần tâm, Business Boss là chương trình mang đến cho sinh viên suy nghĩ tích cực, ứng xử phù hợp, trung thực với bản thân. Rèn luyện phần tuệ, tư duy làm chủ, đủ năng lực tiếp nhận và vận hành doanh nghiệp kế thừa, đủ năng lực xây dựng và vận hành một doanh nghiệp startup. Bên cạnh đó, mang đến cho các bạn sinh viên khả năng giao tiếp tiếng Anh để sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, làm việc với các đối tác nước ngoài, đồng thời có nhiều kỹ năng hòa nhập với cộng đồng doanh nhân như kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt động ngoại khóa như giải marathon sinh viên CEO Việt Nam, giải bóng đá sinh viên CEO Việt Nam, giải văn nghệ sinh viên CEO Việt Nam đẹp và trí tuệ, sự kiện gọi vốn Startup sinh viên CEO Việt Nam trí tuệ và mạnh mẽ, sự kiện ngày hội việc làm doanh nhân CEO Việt Nam. Với lộ trình một năm học đầu tiên, sinh viên được trang bị đầy đủ thói quen của một người thành công, sinh viên có được sức khỏe dồi dào, tinh thần mạnh mẽ giúp việc học tập, làm việc đạt được hiệu quả cao, được trang bị kỹ năng đọc sách và thuyết trình, nói tiếng Anh thành thạo và kỹ năng giao tiếp. Điều hành doanh nghiệp kế thừa hoặc Startup khởi nghiệp. Năm thứ hai, tự vận hành doanh nghiệp kế thừa, xây dựng Startup khởi nghiệp. Buổi tối, sinh viên tiếp tục học chương trình cao đẳng chính quy. Năm thứ ba, ban ngày sinh viên tiếp tục vận hành doanh nghiệp kế thừa hoặc vận hành doanh nghiệp Startup. Buổi tối, sinh viên tiếp tục tự học để hoàn thiện chương trình cao đẳng. Năm thứ tư trở đi, sinh viên vận hành doanh nghiệp của chính mình, liên thông lên đại học nếu có nhu cầu. Business Boss là chương trình thuộc bản quyền của CEO Việt Nam Holding, tiền thân là tập đoàn CEO Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm CEO Việt Nam Holding tại các tỉnh, địa phương, CEO Center tại các tỉnh, địa phương, trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Người sáng lập chương trình là ông Ngô Minh Tuấn, chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chủ tịch cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam. Ông đã đào tạo tư vấn cho hàng trăm công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam như Eurowindow, VN Steel Thăng Long, tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT, tổng công ty dệt may Gia Định, TH Chu Miu, là người đào tạo cho hàng nghìn doanh nhân trên khắp mọi miền tổ quốc. Điều kiện tham gia học tập tại Business Boss, bạn cần đáp ứng 3 tiêu chí sau. Thứ nhất, tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai, bạn vượt qua vòng thi trắc nghiệm online kiểm tra khát vọng và sự hiểu biết về chương trình của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Thứ ba, bạn vượt qua vòng thi phỏng vấn của các chuyên gia trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Business Boss, chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp kế thừa và các startup khởi nghiệp thực tiễn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.